Hồ sơ sinh viên gồm thông tin cá nhân, thông tin gia đình, quá trình hoạt động cá nhân và upload hồ sơ nhập học nếu có. Đây là thủ tục cần thiết để bạn hoàn tất và lưu giữ hồ sơ sinh viên của mình tại Văn Lang trong những năm tiếp theo. Tên đăng nhập, mã nhập học, mật khẩu, ngày tháng năm sinh, 8 chữ số. Các bạn cần lưu ý kiểm tra đầy đủ và chính xác thông tin đã khai báo trong hồ sơ sinh viên. Nếu bạn có nhu cầu điều chỉnh thông tin nào đó khi nhập học hoặc điều chỉnh chương trình đào tạo khi nhập học, bạn vui lòng liên hệ trung tâm hỗ trợ sinh viên nhé. Sinh hoạt, lịch học chính khóa, kiểm tra xếp lớp anh văn đầu khóa. Xin chào bé 27, ký túc xá trường đại học Văn Lang ở địa chỉ 160/63AB Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh với hơn 600 chỗ ở. Phí nội trú là 300.000 đồng một tháng. Tân sinh viên ở tỉnh có nhu cầu về phòng trọ có thể liên hệ ban quản lý ký túc xá trường đại học Văn Lang để đăng ký sớm. Ngoài ra, khi đến nhập học tại Văn Lang, sẽ có bộ phận hỗ trợ các bạn sinh viên từ các tỉnh thành tìm nhà trọ khu vực quanh trường.